Liên quan tới vụ cháy nhà khiến ba mẹ con tử vong xảy ra ở huyện Vĩnh Lộc, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa có công điện khẩn gửi các đơn vị, theo đó yêu cầu cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm vi phạm nếu có. Hiện cơ quan công an đã vào cuộc điều tra xác định nguyên nhân vụ việc. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ra công điện khẩn gửi các đơn vị. Trong khi đó, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra xác định nguyên nhân vụ việc, đồng thời để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, hạn chế mức thấp nhất số vụ và thiệt hại do cháy nổ gây ra trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, chủ tịch tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lộc tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho gia đình người bị nạn, phối hợp với cơ quan công an và đơn vị liên quan khắc phục hậu quả vụ cháy, điều tra làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm vi phạm nếu có. Trước đó vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 29 tháng 1, anh LNT, chủ nhà, phát hiện cháy ở tầng 1 nên đã dùng bình chữa cháy để dập lửa nhưng không thành. Lúc này, anh T hoảng loạn chạy ra hô quán hàng xóm mà quên không gọi vợ con thoát ra ngoài. Đến 23 giờ 45 phút, Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đến hiện trường. Khi đó, quả quạng đã bao trùm toàn bộ tầng 1 của ngôi nhà. Đám cháy được khống chế sau đó. Hậu quả, 3 người tử vong, gồm chị TTL, sinh năm 1984, là vợ của anh T. Hai con của chị L là LTNS sinh năm 2013 và LTNT sinh năm 2018.